Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất là vui gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở một video tiếp theo về Đà Lạt. Bây giờ là buổi sáng, trời rất là đẹp quý vị, ngày 3 tháng 8 năm 2024. Và em đang có mặt ở ngay khu vực Hồ Xuân Hương. Mặt Hồ Xuân Hương sáng hôm nay nước trong xanh, in bóng hàng cây bên phía đồi cù. Và ở ngay phía dưới đây thì có những bạn trẻ đang ngồi núp dưới những bóng cây để mà tâm sự, thả hồn cho nó nhẹ nhàng, quên đi căng thẳng của cuộc sống. Bây giờ là 10 giờ, hôm nay em sẽ đi về khu vực con đường Dạ Xanh và ghé ngang qua đoạn đường cây cào bóng mát, có những địa danh cũ nơi mà để lại nhiều kỷ niệm. Đó là khu vực trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, rồi nha địa dư. Cuối cùng thì em sẽ đi về đèo Prenn để đưa cô chú anh chị và các bạn đi cập nhật những vườn hồng. Cô chú anh chị và các bạn cũng đã biết, đến tháng 8 đi Đà Lạt thì sẽ có một món đặc sản mà bất cứ ai đến Đà Lạt cũng đều mua về làm quà biếu cho bạn bè, người thân. Đó chính là hồng giò quý vị. Nhân dịp đầu tháng mới, em cũng xin kính chúc quý vị và các bạn thật là nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng hạnh phúc bên những người thân. Đà Lạt hiện tại bây giờ thì trời đang nắng chang chang, trời thì trong veo, có những đám mây trắng bồng bềnh trôi nhẹ nhàng, có cảm giác rất là khó tả, bình yên và chậm rãi. Tại đây thì cuộc sống nó cũng tương đối là chậm rãi, không có xô bồ náo nhiệt. Đây là con dốc để mà chúng ta đi lên trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Thời tiết Đà Lạt bữa nay ngoài trời thì em vừa mới đo được, nhiệt độ là 25 độ C và hôm nay cũng là thứ bảy cuối tuần. Từ giờ cho đến tuần sau, thứ bảy tuần sau, buổi chiều ở Đà Lạt sẽ có những trận mưa rào bất chợt, khiến cho nhiều người cũng không kịp trú mưa. Bởi vì cơn mưa thường sẽ bất chợt đến mau rồi cũng sẽ trôi đi mau. Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Đây là lối để mà đi lên một công trình kiến trúc cổ xưa nhất ở Đà Lạt, đó chính là trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Hội Kiến trúc sư Thế giới bình chọn đây là một trong những 1.000 công trình kiến trúc nổi bật của thế kỷ 20. Trong đó thì đây chính là ngôi trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt với hình vòng cung, tường gạch trần đỏ và màn phong cách cổ điển. Và đứng ở đây cũng có thể nhìn thấy một tháp chuông nằm ngay vị trí cao nhất, nơi cuối giảng đường. Tháp chuông là một biểu tượng văn hóa của Pháp về sự vươn lên của tri thức, nâng tầm ước mơ. Ngoài ra thì bên trong còn có những hàng cây tùng rất là đẹp, xanh mát. Hiện nay trường cũng cho du khách vào tham quan vào 2 ngày cuối tuần. Con đường ở đây, quý vị và các bạn sẽ đi thông xuống khu chung cư. Hướng này thì chúng ta sẽ về con đường Dạ Xanh ra Hồ Xuân Hương, cũng như là đi ngang qua khu vực Nha Địa Dư. Khu vực Nha Địa Dư thì đây là công trình quốc gia. Công trình có kiến trúc cổ điển với hai trục lối xứng ngang và dọc, và có lối hành lang ngay bên giữa. Công trình cổ này thì được xây dựng vào năm 1939 và đến năm 1943 thì hoàn thành. Công trình được xây theo lối kiến trúc của Pháp, kiểu miền Bắc của nước Pháp. Hiện tại đây là khu vực quân đội quản lý cho nên là không có được phép đến đây chụp hình và quay phim. Quý vị và các bạn cũng thông cảm. Đây là khu chợ tự phát quý vị, khu chợ Dạ Xanh, buôn bán rất là đông vui. Còn đây là khu vực công ty XQ, công ty tranh thêu lụa rất là nổi tiếng, cùng chi nhánh với ngay khu vực Tùng Lũng Tình Yêu, đối diện với đồi Một Mơ. Khi mà đến đây tham quan, quý vị cũng có thể đi vào tham quan những bức tranh thêu lụa do chính đôi bàn tay khéo léo của những cô gái trong trang phục áo dài truyền thống rất là đẹp, thả hồn vào những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Ở đây thì có một dãy nhà khá là cũ quý vị, người ta cũng sơn phết phía ngoài. Rồi bên ngoài thì bán thuốc cũng như là bán rất nhiều các mặt hàng.
Phía dưới này là con đường giác xanh, bên tay trái thì sẽ đi về ở dốc ga con đường Nguyễn Trãi, sau đó đến đường Quang Trung. Còn hướng này thì sẽ đi ra con đường giác xanh quý vị, để đi ra hồ Xuân Hương. Ở đây thì con đường cũ là con đường Thống Nhất. Còn bên tay phải của em đây là khách sạn 2 sao, đó là khách sạn Công Đoàn quý vị. Ở đây thì gồm có 4 khối nhà và những căn nhà thì đều có hướng ban công ra hồ Xuân Hương. Bên trên chính giữa thì có một ngôi biệt thự cổ kính, một villa của Pháp cũng khá là lâu đời. Và ngày nay căn biệt thự này trở thành một villa khách sạn đẹp và sang trọng. Bên cạnh đó cũng không kém phần cổ kính, toát lên vẻ đẹp quyền quý cao sang một thời. Tổng cộng bên trong khu đồi này thì có 4 căn biệt thự nằm ngay cạnh hồ Xuân Hương. Và cũng có những căn biệt thự mới, cũng có những căn biệt thự cũ. Và đến mùa hoa phượng tím thì quý vị và các bạn sẽ đi vào bên trong chụp hình thoải mái. Ở đây là những cô bác đang ngồi nghỉ dưới những bóng cây. Khi mà vừa mới lên Đà Lạt, chưa đến giờ nhận phòng thì ra đây ngồi hóng mát. Hồ Xuân Hương thì lúc nào cũng có gió thổi vào. Bên tay phải của em đây là khu vực siêu thị quý vị. Bên đường á, thì có chú chị và các bạn có xe hơi thì đến đây để miễn phí, không có mất phí. Lưu ý là để vào bên trong những chiếc ô. Còn đây là khu vực đài truyền hình. Phía trên này là khu vực trên 2. Tiếp theo thì em sẽ đi về con đường 3 tháng 4. Con đường cũ là con đường Nguyễn Tri Phương. Ở trên con đường Nguyễn Tri Phương cũng có khá nhiều các showroom ô tô. Và ngày nay có thể nói là rất là nhiều ô tô cá nhân. Vừa rồi thì cũng có đề xuất là chặt hạ một số cây thông tại đường Hoàng Quốc Thụ để mà mở đường, bởi vì lượng xe cộ cũng nhiều.
Đi đến đoạn này thì gần đến đầu đèo Grand rồi quý vị. Bên tay phải thì chúng ta sẽ đi lên cáp treo đồi Robin. Vừa rồi buổi tối ngày 31 tháng 7 vừa qua, ở ngay cung đèo Grand thì xảy ra một vụ tai nạn. Đó chính là một thanh niên rơi xuống giải phân cách bằng bê tông ở bên đường và rớt xuống độ cao khoảng 5 mét. Rất là may là không có gây thiệt hại nặng quý vị, chỉ bị chấn thương nhẹ ở chân thôi. Mấy bữa nay Đà Lạt cũng mưa nhiều cho nên là có những cái bờ đất ở đây cũng xảy ra sạt lở đất. Bên đường người ta cũng đang khắc phục một sự cố, đó là một phần bê tông xi măng hạ lưu cống bị gãy và trượt xuống. Còn đây là một căn biệt thự, trước đây đồn thổi là căn biệt thự ma rất là nổi tiếng trên đèo Grand. Ngày nay trở thành một cái quán cà phê với một cái tên cũng khá là độc đáo, đó là cà phê Nhà Trắng. Con đường đi lên cây cối cũng rậm rạp và mát mẻ quý vị. Bây giờ thì em sẽ đi xuống khu vực một cái con hẻm ở đây, đối diện với khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, để em đưa quý vị và các bạn đến đây cập nhật khu vực Vườn Hồng. Ở đây thì có một cái vườn nho thân gỗ quý vị, cũng khá là độc đáo tại Đà Lạt này. Một vườn nho sinh thái tại con hẻm số 63 thuộc phường 3. Quý vị và các bạn đến đây tham quan rồi mình mua nho. Đi vào một cái con đường đất đối diện với lối mà chúng ta đi vào khu du lịch Hồ Tuyền Lâm. Đi vào khu phố văn hóa, chạy vào một đoạn thì chúng ta sẽ thấy quý vị. Em thấy là nho thân gỗ cũng rất là tốt cho sức khỏe quý vị, có nhiều lợi ích đó. Nếu như cô chú anh chị và các bạn dùng thì sẽ hạ được đường huyết này, ngăn ngừa bệnh thiếu máu, chống lão hóa và đẹp da. Cây thì thân thì giống như cây ổi quý vị, nhưng mà trái thì quả tròn, có màu sẫm đen hoặc tím. Tuy nhiên em thấy ít người quan tâm đến loại quả này, mặc dù là rất là tốt cho sức khỏe. Cũng có nhiều lý do người ta cũng chưa có quan tâm quý vị, bởi vì giá thành hiện nay còn khá là cao. Giá thị trường khoảng 300.000 đồng một ký. Trong vòng 5 đến 6 năm thì bắt đầu mới ra quả quý vị và thu hoạch. Hiện nay thì mỗi năm thu hoạch được 4 mùa, 4 vụ trái. Mỗi vụ trái như vậy thì kéo dài khoảng 1 đến 2 tháng thu hoạch. Còn đây là vườn hồng quý vị. Quý vị và các bạn có thể thấy là những trái hồng đã bắt đầu hơi ngã sang màu vàng rồi. Năm nay thì hồng có lẽ là ít hơn năm ngoái.
Hiện nay ở chợ Đà Lạt thì em đã thấy nhiều tiểu thương bán rồi quý vị, những bịch hồng giòn như vậy đó. Tuy nhiên hồng đầu mùa thì cũng chưa có được ngon lắm, bởi vì cũng nhiều trái nó bị chát quý vị. Hồng giữa mùa là ngon nhất. Và dưới này cũng có nhiều quán cà phê cho mình tham quan vườn hồng và uống cà phê, đặc biệt là ngay gần trung tâm thành phố Đà Lạt luôn. Thường thì chúng ta hay xuống khu vực xã Xuân Thọ, tại đó thì rất là nhiều vườn hồng luôn. Nhưng mà bây giờ ở đây cũng có hồng quý vị. Cũng đến ngay vị trí này, em xin phép được tạm dừng và kết thúc video tại đây. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Một lần nữa, em xin kính chúc quý vị và các bạn thật là nhiều niềm vui trong những ngày cuối tuần. Còn bây giờ, em xin được kết thúc tại đây và xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo trên kênh của em.